4 triệu mà bây giờ bảo mình là mua chiếc điện thoại nào ấy, thì mình sẽ trả lời rất là nhanh. Đấy là nếu mà là hàng chính hãng ấy, thì mình sẽ ưu tiên mua Redmi Note 13 4G. Đấy, còn nếu mà hàng xách tay ấy, thì mình sẽ ưu tiên mua Redmi Note 13 5G. Đấy. Tuy nhiên là đó là với cái trường hợp là những cái sản phẩm đời trước đó nó không còn. Nhưng bây giờ rất là may mắn khi Redmi Note 12 Pro nhé các bạn nhé. Hiện tại mình có tham khảo tại website của Điện Thoại Hay, thì lần này họ về cái phiên bản 8128 với mức giá là 4.290.000. Cái mức giá như này nó chỉ lệch có mấy trăm nghìn so với cả Redmi Note 13 5G thôi. Redmi Note 13 5G bây giờ cái phiên bản 8128 đang là 3.990.000, nghĩa là lệch nhau khoảng 300.000 đồng ở trong cái tầm giá này. Và mình cũng nói luôn đấy là chúng ta sẽ phân vân xem là chúng ta sẽ lựa chọn cái phiên bản thường của năm nay hay là phiên bản Pro của năm ngoái. Đây là Redmi Note 12 Pro nhé các bạn nhé. Chứ nếu mà đây mà là Redmi Note 12 thì cái việc lựa chọn nó lại quá dễ rồi, lựa chọn luôn và ngay cho mình Redmi Note 13 đúng không nào. Nhưng đây lại là phiên bản Pro đấy. Nó cũng không khác gì như việc là chúng ta so sánh một cái sản phẩm iPhone 15 với cả 15 Plus so với cả 14 Pro với 14 Pro Max năm ngoái. Tất nhiên nó sẽ không phải là giống y hệt như thế, nhưng mà đại loại là nó là cái dòng sản phẩm thì nó kiểu như vậy. Mua laptop an tâm nhất đến trungtrần.vn. Trung Trần cam kết dịch vụ tốt nhất thị trường. Bây giờ mình sẽ so sánh cái con Redmi Note 12 Pro với cả Redmi Note 13 để xem là những sự khác biệt của nó sẽ là gì nhá. Và liệu cái Redmi Note 12 Pro nó có đủ sức để mà thay thế cho Redmi Note 13 tạm thời hay không, đúng nào? Đầu tiên là về hộp phụ kiện thì Redmi Note 12 Pro nó sẽ có sạc 67W đấy nhá. Dòng Pro có sạc 67W, còn Redmi Note 13 nó chỉ có sạc 33W thôi. Đây sẽ là một điểm khác biệt mình nghĩ là khá lớn đấy. Đấy, một con mất khoảng gần tiếng là để sạc đầy pin, còn một con là mất có 4 mấy phút là để sạc đầy pin thôi. Đấy, tuy nhiên là cái ốp lưng ấy của con Redmi Note 12 Pro nó là cái form ốp lưng cũ rồi. Nó là ốp lưng nhựa dẻo trong suốt như này. Về cơ bản thì nó sẽ giữ lại được cái màu sắc của mặt lưng, nhưng mà về dùng về lâu về dài thì nó sẽ biến thành màu cháo lòng. Đấy, nó sẽ bẩn hơn so với cái ốp lưng đời mới của Xiaomi bây giờ. Chúng ta sẽ nói về phần thiết kế thì sao? Thiết kế đẹp hay xấu tùy thuộc vào mắt của mỗi người. Tuy nhiên là với mắt mình thì mình sẽ lựa chọn Redmi Note 13 nhé. Tại vì là viền màn hình của nó mỏng hơn, nó là cái form mới hơn rồi mà. Viền màn hình mỏng hơn nhiều luôn đấy. Và có một cái điểm nữa đấy là về cái khối lượng thì nó cũng sẽ mỏng nhẹ hơn so với Redmi Note 12 Pro. Cái mức độ hoàn thiện thì nó là hoàn thiện theo tiêu chuẩn kháng nước kháng bụi là IP54 thay vì IP53. Đấy là những điểm hơn của Redmi Note 13 so với cái con Redmi Note 12 Pro này. Tiếp tục nữa nào, chúng ta sẽ nói về phần màn hình thì sao. Về màn hình thì hai con khá là tương đồng với nhau đấy. Đều là AMOLED 6,67 inch 1 tỷ màu, tần số quét là 120Hz, rồi Full HD cộng kính cường lực 5, tỷ lệ màn hình là 20:9, rất là giống nhau luôn và cũng đều có vân tay bên cạnh hông luôn. Đấy, có cái con Redmi Note 13 chính hãng cơ thì nó mới có vân tay bên trong màn hình thôi, chứ còn con này là xách tay 5G thì nó chỉ có vân tay bên cạnh hông thôi. Thì hai con cũng khá là tương đồng với nhau với cái điểm đấy, coi như là màn hình là bằng hòa nhá. Nhưng về hiệu năng ấy thì nó sẽ có một cái mà nó gây tranh cãi như này này. Cái con Redmi Note 13 là nó chạy con chip Dimensity 6080, còn Redmi Note 12 Pro thì là con chip Dimensity 1080. Thế nghe về số thì có vẻ như là 1080 sẽ yếu hơn 6080 đúng nào? Nhưng hoàn toàn ngược lại, con chip 6080 lại là một con chip rất là bình thường đấy nha các bạn nhé. Trên bảng xếp hạng chip thì nó chỉ xếp hạng cỡ tầm khoảng 79 thôi, còn cái con 1080 thì nó xếp hạng 59 cơ. Đấy là sự khác biệt đấy. Nên là về hiệu năng thì Redmi Note 12 Pro sẽ có phần nhỉnh hơn đấy. Về camera ấy, thì cá nhân mình đánh giá là hai con này nó cũng rất là xem với nhau thôi. Đấy, nếu như về chụp ảnh ấy, thì mình có phần nhỉnh hơn một chút xíu về Redmi Note 13. Tuy nhiên là Redmi Note 13 thì nó lại không có chống rung khoa học, còn Redmi Note 12 Pro thì nó lại có chống rung. Đấy, nên là nó bù trừ với nhau thì có thể coi như là bằng hòa. Camera selfie thì cũng rất là tương đồng với nhau thôi. Về các yếu tố khác ấy, thì pin đều là 5000 mAh, nhưng sạc nhanh hơn thì sẽ là con Redmi Note 12 Pro. Còn về loa kép thì Redmi Note 12 Pro có đấy nhé các bạn nhé, còn Redmi Note 13 không có loa kép đâu. Như vậy tổng kết lại, nếu bạn cần một cái điện thoại mà có phần hiệu năng nhỉnh hơn này, rồi là có loa ngoài là loa kép, có chống rung quang học, có sạc nhanh hơn thì sẽ là Redmi Note 12 Pro. Còn nếu bạn cần một điện thoại tiết kiệm tiền hơn khoảng mấy trăm nghìn này, rồi là cái thiết kế nó đẹp mắt hơn, viền hình mỏng hơn, kháng nước kháng bụi có phần nhỉnh hơn một chút xíu, và nó là một cái sản phẩm đời mới hơn, thì các bạn sẽ lựa chọn Redmi Note 13. Nói chung là tự nhiên có thêm cái con Redmi Note 12 Pro này về, nó sẽ khiến cho chúng ta vô cùng phân vân đấy. Thực sự là như vậy. Các bạn sẽ lựa chọn sản phẩm Pro của năm ngoái hay là lựa chọn sản phẩm thường của năm nay? Hãy để lại comment cho mình biết nhá.
Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.